Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 3 trang 47 đến trang 50, tuần 27. Ôn tập giữa học kỳ 2 tiết 5 6 7. Tiết 5 dựa vào bài đọc Hoa thắp lửa sách giáo khoa trang 75 thực hiện các yêu cầu dưới đây. Đánh dấu tích vào ô vuông trước ý trả lời đúng. Như vậy các em hãy đọc lại bài Hoa thắp lửa sách giáo khoa trang 75 để chúng ta thực hiện các yêu cầu dưới đây. Là các em sẽ đánh dấu tích vào các ô vuông trước ý trả lời đúng. A. Cây gạo trước nhà Thắm do ai trồng? Bà, mẹ hay là Thắm? Thì cây gạo trước nhà Thắm do bà nội của Thắm trồng. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào. Rồi câu B, tháng 3 cây gạo thay đổi như thế nào? Nở hoa đỏ ối một góc trời, thưa thớt rồi rụng lá héo khô, nở vàng cả bến sông. Như vậy thì tháng 3 cây gạo trong bài đọc như thế nào, thay đổi như thế nào? Đó là nở hoa đỏ ối một góc trời. Rồi tiếp theo, viết câu trả lời vào chỗ trống. C. Theo mẹ Thắm, vì sao cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá héo khô? Như vậy, theo mẹ Thắm, cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá héo khô. Là vì buồn do nhớ bà. Theo mẹ Thắm, cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá héo khô vì buồn do nhớ bà. Câu D, vì sao khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven sông, Thắm thấy nhớ bà nội? Như vậy, vì sao khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven sông, Thắm thấy nhớ bà? Vì Thắm không quên. Vì Thắm không quên. Ở chỗ đó, có một cây gạo thắp lửa đỏ rực. Khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven sông, Thắm thấy nhớ bà vì Thắm không quên ở chỗ đó có một cây gạo thắp lửa đỏ rực. Rồi câu E, viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với mọi từ sau, từ buồn, từ mới, từ nhớ. Như vậy, từ có nghĩa trái ngược với buồn đó là vui, mới là từ cũ, nhớ với từ quên. Rồi tiếp theo câu G, viết một câu có hình ảnh so sánh về hoa gạo. Như vậy chúng ta sẽ viết một câu có hình ảnh so sánh về hoa gạo.
Mùa xuân, hàng ngàn bông hoa gạo. Mùa xuân hàng ngàn bông hoa gạo nở rộ. Như hàng ngàn ngọn lửa đỏ tươi. Như vậy chúng ta viết câu có hình ảnh so sánh về cây gạo. Cây gạo hàng ngàn bông bông hoa gạo nở rộ như là hàng ngàn ngọn lửa đỏ tươi. Tiếp theo tiết 6. Câu số 1, điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau. A. Bóng đá, bơi lội, cờ vua, võ thuật là những môn thể thao được trẻ em yêu thích. Như vậy các em đọc kỹ các câu và chúng ta sẽ đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp. Thì các em đọc câu các em thấy bóng đá, bơi lội, cờ vua, võ thuật. Thì ở đây là những cái tên gọi khác nhau của những cái môn thể thao được trẻ em yêu thích, thì chúng ta sẽ đặt dấu phẩy để chúng ta liệt kê những cái môn thể thao được trẻ em yêu thích, đó là bơi lội, bóng đá, cờ vua, võ thuật là những môn thể thao được trẻ em yêu thích. Câu B, lớp em tham gia tớp ca, diễn kịch, nhảy dân vũ. Như vậy ở đây các em sẽ đặt dấu phẩy. Lớp em tham gia tớp ca, diễn kịch, nhảy dân vũ. C. Sáng sớm khi mặt trời vừa lên. Sáng sớm khi mặt trời vừa lên phẩy, những chú chim đã cất tiếng véo von. Tiếp theo câu 2, viết câu khiến và câu cảm trong các đoạn văn sau vào chỗ trống. A. Ôi chao, con cá sấu to quá, mình dài có đến hơn 5 mét, chỗ quãng bụng giữa ước chừng 1.5 vòng, tay người lớn ôm mới sát, đòn giỏi. B. Các bạn hoa tầm xuân đua nhau gọi, cô đi đâu mà vội thế, ở đây chơi với chúng em một chút nào, theo Xuân Quỳnh. Như vậy các em đọc kỹ các câu và chúng ta tìm viết ra câu cảm, câu khiến có trong đoạn văn. Ở câu A, ôi chao, con cá sấu to quá, thì câu này là câu cầu cảm. Như vậy chúng ta sẽ biết ở câu A, câu cảm là câu cảm là câu ôi chao, con cá sấu to quá. Còn câu khiến thì các em đọc câu về. Cô đi đâu mà vội thế, ở đây chơi với chúng em một chút nào. Thì câu ở đây chơi với chúng em một chút nào đây là câu khiến, nêu cái yêu cầu, đề nghị. Câu khiến là ở đây chơi với chúng em một chút nào. Ở đây chơi với chúng em một chút nào.
theo câu 3, viết câu khiến hoặc là câu cảm về một con vật hoặc là một loài cây. Như vậy ở đây chúng ta sẽ viết một câu khiến hoặc là một câu cảm về một con vật hoặc là một loài cây. Ví dụ mẫu chú chim sâu trông thật đáng yêu. Thì đây cô ví dụ đầu tiên là câu cảm. Chao ơi, con chuồn chuồn này, con chuồn chuồn này đẹp quá. Hoặc là câu khiến bưởi ơi, hãy mau ra hoa nào. Bưởi ơi, hãy mau ra hoa nào. Rồi tiếp theo, tiết 7, số 1 nhỏ viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 9 câu về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa, trang 77. Như vậy chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 9 câu để viết về một cái việc làm góp phần bảo vệ môi trường. Thì các em sẽ dựa vào phần ý trong sách giáo khoa trang 77, đó là em sẽ viết đoạn văn theo gợi ý như sau. Đó là việc làm gì, em làm việc đó ở đâu, vào thời gian nào, vì sao em làm việc đó, việc làm của em có tác dụng như thế nào, em cảm thấy ra sao khi làm xong việc đó. Như vậy các em sẽ viết đoạn văn dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa trang 77. Cô ví dụ đoạn văn: sáng chủ nhật vừa rồi em được bố mẹ dẫn đi dạo công viên. Đang trò chuyện rôm rã thì em thấy từ xa có một nhóm tình nguyện đi dọc bãi cỏ gom nhặt những rác bừa bãi. Chắc là do một vài người yêu thức đã vô tình vứt rác xuống. Em cùng bố mẹ ra nhập đoàn người tình nguyện cùng nhau dọn vệ sinh. Em nhặt những túi bóng, giấy rác, vỏ bánh bỏ vào thùng rác. Em thu nhặt những cái vỏ chai nhựa lại một đống để dành gửi cho cô bé trai. Sau vài giờ thực hiện cuối cùng cũng hoàn thành, đoàn bãi sông trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Ra về em được mẹ xoa đầu khen và mỉm cười, tự hào vì vừa làm việc tốt. Trong lòng em ngập tràn niềm vui khi mình đã góp phần nhỏ bé vào bảo vệ môi trường, cho thiên nhiên trong lành hơn. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, đó là chúng ta sẽ trang trí cho bài em vừa viết. Thì các em sử dụng đồ dùng học tập, ví dụ như là giấy, màu, bút màu, để chúng ta trang trí cho cái bài viết của mình để có thể trưng bày ở lớp học tập. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.